chào tất cả mọi người. Và chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình. Và ở nội dung video trước, mình đã chia sẻ về cách sử dụng nấm trí cơ đờ ma để kết hợp với nước dừa hoặc là các loại sản phẩm khác để tạo ra những phân hữu cơ để chăm cho cây lan. Và ngay cả phân dê cũng trộn được với trí cơ đờ ma. Và ở nội dung của video này, thì mình cũng đã hứa với mọi người là mình sẽ chia sẻ cách để bổ sung canxi cho cây lan, hồ điệp hoặc là các loại phân lan khác cũng sử dụng nấm trí cô đờ ma. Và bây giờ mình sẽ sử dụng vỏ trứng. Đầu tiên để sử dụng vỏ trứng này thì mình phải rửa sạch để loại bỏ hết bụi bẩn và những tạp dư ở trên vỏ trứng. Và mọi người cũng đã biết thì trong vỏ trứng chứa rất là nhiều canxi. Và mình sẽ tận dụng tối đa nguồn canxi của vỏ trứng này để chăm những cái lan hồ điệp. Sau khi luộc và để nguội thì mình sẽ lấy 500ml nước trứng này. Và nước trong vỏ trứng chứa một hàm lượng canxi cực kỳ cao do trứng nó sẽ phân giải ra. Những chiếc vỏ trứng luộc xong, mình sẽ sử dụng để bón cho các loại cải kiện khác. Mình sẽ ủ 500ml nước từ vỏ trứng này với nấm đối kháng trí cô đờ ma. Và công dụng của nấm trí cô đờ ma này thì mình cũng đã giới thiệu ở những video trước. Mọi người có thể xem lại trên video của mình. Đặc biệt thì sử dụng nấm đối kháng trí cô đờ ma để kết hợp với một số dưỡng chất khác để tối đa nguồn dinh dưỡng của nó rất là hay. Và với 500ml nước từ vỏ trứng thì mình sẽ sử dụng một muỗng nấm trí cô đờ ma như thế này, tầm khoảng 20g. Khuấy đều dung dịch này và đợi cho khi tan hoàn toàn. Có thể để qua đêm hoặc là có thể sử dụng sau 30 phút. Và đối với hỗn hợp này khi mà tưới trên cây thì rất là hiệu quả. Các nấm này nó sẽ giúp cho cây lan hồ điệp phát triển rất là nhanh và ngăn ngừa các vấn đề về vàng lá và thối nhũn. Liều lượng pha thì mình sẽ sử dụng 500ml hỗn hợp giữa nước và trứng và nấm trí cô đờ ma này, pha với 2 lít nước để tưới lên trên những cây lan hồ điệp. Mọi người có thể sử dụng để tưới thẳng vào gốc nha. Có thể phun lên trên toàn bộ cây vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát, lúc đó ánh nắng mặt trời nó đã hạn chế đi rồi. Và mọi người khi phun thì nhớ rằng sau khi phun nấm trí cô đờ ma không được sử dụng các loại sản phẩm trị nấm hoặc là nước vôi, tại vì nấm trí cô đờ ma này nó rất là kỵ nước vôi và các loại sản phẩm trị nấm. Đây là điều tối kỵ nhất khi sử dụng các loại sản phẩm từ nấm trí cô đờ ma. Và chất này rất là lành tính, an toàn với sức khỏe của con người. Mọi người có thể kết hợp với các dưỡng chất khác để tưới cho hồ điệp. Và với nước trứng và nấm trí cô đờ ma này, mọi người sử dụng 1 tháng 1 lần để tối đa lượng canxi cho cây.